Dự án này khởi công từ 2012, thì giai đoạn đầu chúng tôi cũng khó khăn là việc mà chậm bàn giao và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên là đến tháng 3 2015 là chúng tôi đã nhận được toàn bộ các mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Thì đến giai đoạn hiện nay thì hầu như những công việc thi công là nằm trong cái việc quản lý, kiểm soát về mặt chất lượng, an toàn và tiến độ. Thì chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì. Đặc biệt là khi thi công cái hai tuyến hầm TBM từ nối từ ga Ba Son tới ga nhà thành phố, thì chúng tôi cũng thuận lợi là có đội ngũ chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn và anh em kỹ sư Việt Nam cũng tiếp thu công nghệ rất là nhanh. Cho nên thi công quá trình hầm TBM là chúng tôi đạt được tiến độ đề ra. Như hầm phía đông là chúng tôi cũng vượt tiến độ hơn một tháng, triển khai từ tháng 6 hay 17 thì tới 31 tháng 10 chúng tôi đã hoàn tất cái hầm phía đông. Hầm phía tây thì triển khai từ tháng 2 2018 và đến hôm nay cũng là đúng 4 tháng là chúng tôi cũng đã hoàn tất cái hầm phía tây. Như vậy là cũng đáp vượt được tiến độ cũng gần một tháng. Thì nhìn chung thì trong quá trình thi công, đặc biệt đối với công trình ngầm, thì điều quan trọng là chúng ta kiểm soát được vấn đề quan trắc về chuẩn bị luống vân vân và có những giải pháp phù hợp, thì và công trình đến hôm nay thì đã an toàn thuận lợi.